Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Studying Xe trong loạt bài hướng dẫn về gia sư huynh. Mình là Việt. Xin lỗi các bạn, sau một thời gian gián đoạn vì bận công việc thì bây giờ mình mới quay trở lại với blog. Thì ở bài số 14 thì chúng ta đang dừng lại ở chỗ combo box ở phần 1. Thì mình không nhớ cụ thể là chúng ta đang dừng lại cái gì nên thành ra bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái file mới. Như các bạn còn nhớ thì ở cái file combo box demo này thì chúng ta thay đổi về các cái giá trị của cái combo box đấy và bằng cái model của nó. Thì bây giờ tôi không muốn đọc lại kỹ cái code này nên thành ra là tôi sẽ tạo một file mới, mong các bạn thông cảm. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thứ hai, tức là một file nữa là combo box demo 2 như này chẳng hạn. Thì để đơn giản thì chúng ta chỉ cần kéo một cái combo box vào đây, chúng ta giữ nguyên các thành phần như này. Thì ở bài hướng dẫn này mình muốn hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào chúng ta bắt được cái sự kiện khi chúng ta thay đổi cái item của nó. Ví dụ như đây các bạn sẽ thấy là bây giờ nó có mấy cái đây nhỉ, 4 cái. Thì mỗi lần chúng ta thay đổi như này thì nó bắt cái sự kiện. Thì ví dụ như khi các bạn load các cái table từ database ra chẳng hạn, ví dụ như các bạn chọn table 1, table 2, table 3, thì tương tự như thế thì nó sẽ select các cái thông tin ở trong cái bảng đấy ra. Thì bây giờ trường hợp mà các bạn thay đổi cái tên table thì nó phải load lại từ đầu đúng không? Thì chúng ta phải bắt cái sự kiện này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào chúng ta bắt được cái sự kiện đấy. Thì ở deadbin thì các bạn rất đơn giản, đấy là các bạn sử dụng cái kéo thả ở đây. Thì các bạn check vào cái event ở đây, tức là cái chỗ này. Và cái event này thì các bạn tìm tìm cái item listener, đây là cái ở đây, kéo xuống và chúng ta sẽ thấy là item state trên đây thì là cái này. Thì các bạn chỉ cần trên một cái thì lập tức nó sẽ đi vào cái phương thức của nó. Thì đây các bạn sẽ thay đổi, thì ở trong cái chỗ thân hàm ở đây các bạn sẽ viết cái đoạn code các bạn muốn thay đổi. Đầu tiên là ví dụ để đơn giản tôi sẽ hiển thị ra the option pane chấm show message dialog như này, rất đơn giản thôi. Null ví dụ như đây, change như này. Thì các bạn khi các bạn chạy cái này trở lại thì các bạn sẽ thấy khi chúng ta thay đổi thì nó sẽ thay đổi và các bạn sẽ thấy là nó hiển thị ra hai lần ở đây. Bây giờ để đơn giản, để đỡ rối mắt thì chúng ta không làm như này mà chúng ta sẽ viết cái lệnh in ra màn hình trên này chẳng hạn, ví dụ như này. Thì khi các bạn mà thay đổi như thế thì ở ở giữa cái chỗ chỗ output swing ở đây này, bên dưới nó sẽ hiển thị ra hai lần trên, các bạn sẽ thấy đúng không? Từ hai lần mặc dù chúng ta chỉ ấn một lần thay đổi thôi. Nguyên nhân ở đây là vì sao? Đấy là vì khi chúng ta cái item ở đây thì ví dụ như đang ở item 3 chẳng hạn nhé. Bây giờ chúng ta chọn vào item 1 thì đầu tiên là cái số 3 nó sẽ bị deselect, tức là chúng ta thoát khỏi cái 3 thì nó trên một lần, nhảy vào cái 1 nó trên một lần nữa, nghĩa là có hai lần thay đổi. Thế thì để mà thay để bắt được cái sự kiện này và nó chỉ thực hiện đúng duy nhất một lần thì chúng ta làm nào? Để minh họa rõ ràng thì chúng ta có thể đặt cái if lệnh như này. Các bạn sẽ thấy là tham số truyền vào phương thức này nó có một cái item event ở đây, EVT ở đây. Thì là chúng ta sẽ get cái state của nó, EVT.getState, cái phương thức là getState trên này. Thì nếu mà nó bằng với cái item event.deselect, tức là cái đầu tiên chúng ta thay đổi, thì ví dụ chúng ta in ra màn hình là nó là ví dụ như này, viết luôn là deselected đi, nó dễ như này. Bây giờ chúng ta sẽ copy ở đây. Đây ví dụ như chỗ này là chúng ta để selected thì xóa cái chữ đi này đi. Thì cái này nếu mà các bạn chạy comment lại thì các bạn mà chạy thì nó cũng hiển thị ra hai lần như thế. Các bạn sẽ thấy đây. Đấy, deselected và selected. Như vậy thì là để thực hiện một cái thao tác nào đấy trong này thì các bạn chỉ cần vứt nó vào một cái lệnh if như này, một trong hai cái này thôi, đừng vứt cả hai thì nó sẽ thực hiện hai lần mà. Thì các bạn ví dụ như khi các bạn selected thì nó sẽ thực hiện là load load cái table của bạn, ví dụ như đây load data from table chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì đấy là cái cách mà chúng ta bắt sự kiện cho cái thằng combo box. Combo box thì nó về cơ bản thì nó chỉ có một số cái thao tác phụ như thế thôi. Thì các bạn trong quá trình sử dụng các bạn sẽ tìm hiểu thêm về các cái tính năng khác của nó. Còn ở bài hướng dẫn về combo box ở trong blog của mình thì mình sẽ dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của blog Studying Xe.